Nếu các bạn có nhu cầu mua robot thì hãy truy cập robotviet.com, bán robot uy tín, chất lượng, an toàn và giá rẻ nha các bạn. Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel StrengthLee Gamer mới cùng một tựa game One Piece hoàn toàn mới heo. Mấy nay One Piece nó loạn đã võ lâm quá các bạn. Lại một tựa game One Piece nữa. Thì tựa game One Piece này có tên là Adventure Legacy heo. Thì ở đây á thì trái quỷ khá là ít các bạn à. Trái Bika, rồi trái Guru, trái Mu, trái Goro và trái Ubi heo. 60 phút sẽ xuất hiện một lần và deadbam sẽ là 30 phút heo. Vậy là sau khi mà trái quỷ xuất hiện thì bạn có 30 phút để đi tìm. Còn mà quá 30 phút thì trái quỷ sẽ biến mất. Vậy thôi. Ở đây á thì có cái phần là X2 kinh nghiệm, rồi Haki Bá Dương. Rồi cái này á là cái game pass mà các bạn có thể đặt lại cái thông số ta của bạn miễn phí luôn. Bình thường là các bạn phải bỏ robot đúng không? Nhưng mà các bạn mua cái này á là coi như là bao trọn gói từ A đến Z. Khi mà các bạn chơi game này lâu dài. Nhưng mà không biết là game này các bạn có chơi lâu dài hay không. Ở đây là cây game pass để giúp các bạn tìm trái quỷ hem, X2 Billy, cây Yoru. Và cuối cùng là các bạn donate để ủng hộ admin phát triển game thêm hem. Rồi bây giờ mình sẽ vào để thử nghiệm luôn nha các bạn. Mấy nay One Piece nhiều quá, mình chưa farm xong game này lại lòi ra game khác. Mà mình chưa farm xong game khác lại lòi ra thêm một game mới nữa. Rồi cái hình Luffy Gear 4 Nitman nhìn đẹp các bạn. Ở đây thì toàn là tiếng Anh thôi, bỏ đi. Rồi mình sẽ thử vào trải nghiệm thử như thế nào ha. Đây. Trời. Wow. Đẹp tá. Wow. Nhìn tiệt cú mèo luôn các bạn. Khung cảnh xung quanh nhìn rất là đẹp luôn. Gì kỳ vậy? Sao đuổi mình ra? Mình vào mình chưa thử nghiệm gì hết mà. Lại các bạn. Mình vừa mới khen game đẹp thôi mà. Tại sao lại tụi cổ mình ra là sao? Rồi lại. Chúng ta có thể làm lại các bạn à. Không sao cả. Bị lỗi trục trặc kỹ thuật xíu. Rồi. Đó. Bây giờ vô lại nè. Lại hem. Đó. Ý. Ở đây là Gatmin Game hả ta? Mình thấy có cái búa nè. Có cái búa chứ Gatmin Game á. Đúng rồi các bạn ơi. Có cái búa là Gatmin Game rồi. Lúc nãy mình ở cái đảo kia nhìn đẹp lắm. Mà đảo này chắc là đảo Tân Thủ rồi. Để mình đi vòng vòng xem xét thử ha. Được cưới. Vừa vào được min cho trái quỷ luôn nè các bạn. Trái Guru. Rồi để mình tắt nhạc đi ha. Wow. Cảm ơn admin nhiều luôn á. Ở đây thì trái quỷ nó có là ZXCV. Tiếng game hơi lớn đúng không các bạn? Rồi để mình giảm tiếng game xuống ha. Mình giảm xuống tầm 25% mà giảm xuống 20 luôn. Rồi, ok. Game đẹp nha các bạn. Mình thấy đồ họa game xem bộ chất nha. Ở đây mình xài năng lực trái quỷ luôn cho bạn coi nè. Trái Goro. Admin biết mình thích Goro các bạn à. Cho mình đúng ngay Goro luôn. Wow. Tuyệt vời nha. Chiêu ít xài không được. Tại vì cái thông số ta của các bạn nè. Ở đây gồm có defense, điểm stamina các bạn đang riêng luôn các bạn ơi. Điểm melee nè em. Rồi kiếm, rồi súng. Rồi nhiều rồi nha, xem bộ suy nghĩ như nhức đầu à. Được. Game này là mình thấy là sơm rồi đó. Đồ họa xem bộ có vẻ đẹp sáng láng em. Ở đây có trái Guru nữa nè. Rồi chạy thôi bạn. Trời ơi đó, tướng chạy là phải như vậy. Phải lực lượng như vậy. Ai như tướng chạy ẹo qua ẹo lại như biểu diễn thời trang vậy. Ủa mà sao cái game này sao nhìn quen dữ rồi ta. Nhìn khung cảnh quen lắm. Sao giống như cái game Death Beat lúc trước được mình tái tạo lại rồi ta. Nhìn đẹp lắm nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi farm em. Vì farm bây giờ có chiêu trái quỷ cũng chưa chắc là mình xài được các bạn à. Giật liền. Tao gục. Vô đi té liền với mình. Ở đó bu vô đây. Nữa nè, giật nè. Hi. Chiêu chưa hồi, từ từ bấm lộn rồi. Đó, đã chưa. Được. Để mình farm mastery các bạn ơi. Farm đủ mastery là mình xài à. Giật liền. Nó mạnh mẽ rồi. Chiêu hồi thì chắc là tầm 5 giây đó bạn. Đây, giật ha. Nó phải như vậy. Có trái quỷ là phải cho mình xài chiêu được liền. Với lại là mình trái quỷ lâu ra đó các bạn, nên là lúc đầu phải nói là thuận tiện trong cái việc farm hay không. Vừa vào admin tất tay cho mình một trái quỷ Goro để mình cầm trên tay ha. Ủa rồi trái quỷ Goro của mình đâu rồi? Ủa lúc nãy mình còn cầm ra mà kỳ vậy. Thôi kệ không sao. Rồi nhiệm vụ tiếp các bạn. Nhiệm vụ làm nhanh lắm. Đó. Ở trên đây nha các bạn. Các bạn nhìn trên đây này ha. Tại vì nó có cái thanh chat nó che đó. Lúc nãy mình cũng không để ý. Và bây giờ mình để ý rồi. Lúc trước hình như có một con lụm nón ở đây nè. Rồi bây giờ lại nè. Mình sẽ ra đây mình giật điện ha. Đó. Lụm liền. Quá dễ dàng. Nè nè lại nè. Từ từ chờ chiêu hồi đây các bạn. Vừa vào có Goro xài. Ôi trời 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 ơi. Nhiêu. Đừng mà. Mình lúc nãy mình có trái quỷ trên ngừ. Lúc nãy mình vô là mình gặp admin luôn. Admin là cái nhân vật mà này nè các bạn, đây là admin nè ha. Một trong số admin và những builder của họ nè. Lúc nãy vô là biết mình thích Goro, cho đúng ngay trái quỷ Goro là mình chịu rồi. Rồi bay màu mình rồi. Không sao, mình có trái quỷ trên ngừ rồi các bạn à. Đó, có trái quỷ trên ngừ rồi nên là không sao cả. Đi nhận vụ tiếp. Ở đây có bán kiếm gì không ta? Chắc có mà. Đây nè, mấy chỗ bán nè. Các bạn đi nhìn kỹ là được à. Chắc ngoài đây quá. Ngoài đây nè các bạn, ngoài đây nè. Ủa đâu rồi ta? Mấy shop dẹp tiệm đâu rồi? Kì á. Cho em điên DF. Trời đất ơi. Anh vừa mới được admin cho luôn á, anh cũng không biết lý do tại sao nữa. vừa vào chắc là mình là người đầu tiên nên là admin cho trái quỷ các bạn. Người đầu tiên join server. Lúc nãy là server shoot down đó các bạn. Rồi mình join vào mình thấy admin cho trái quỷ luôn. Ngon. Vừa vào cho ngay trái quỷ mình thích là mình thương admin lắm rồi. Trời. Mastery từ các bạn. Mastery mình búp hay gì vậy? Sao chiếu ấy. Wow. Mastery mình được búp full luôn hay gì nè các bạn, cả ngàn luôn nè. Wow. Ồ. Thiên thần mau đến đây đợi lệnh. Ủa kìa. Đó. Wow. Các bạn thấy chưa? Lúc nãy mình không để ý ha. Vậy là khỏi farm các bạn ơi. Review luôn. Rồi cảm ơn admin nhiều. Thương admin lắm luôn. Rồi ha. Bây giờ review cho bạn xem nè. Đầu tiên là chiêu Z nè. Đó các bạn thấy không? Đó. Chiêu Z này á thì nó sẽ là dạng điện tẹt nha các bạn. Đây từ. Và nó hồi phục là tầm 5 giây ha. Cooldown xong. Đó. Điện tẹt rất mạnh luôn ha. Rồi kế đến là chiêu X nè các bạn. Đó. Chiêu X thì coi như là mình đứng yên một chỗ mà điện nó sẽ tự lan tỏa ra ha. Này nè, mình làm lại nè. Và chiêu này nó cũng đau khá là lâu nha bạn, chắc tầm khoảng 10 giây hay 12 giây gì đó. Còn chiêu tiếp theo là chiêu tele ha, để mình coi tele tới đâu. Trời ơi cái gì đây? Tele lại nhân vật bắn kiếm luôn rồi các bạn. Và có thể mua kiếm ở đây ha. Một cây katana với giá là 5k tiền. Mình vừa vào làm gì có tiền, vậy là phải farm rồi. Có trái Goro mở màn là farm được rồi, ngon lành luôn rồi các bạn. Nè, mình biểu diễn là chiêu X cho bạn xem ha. Đó các bạn gồng giữ lâu nè, thả ra nè, đó. Điện nó sẽ tẹt ra xung quanh ha. Rồi kế đến là chiêu C, là lúc nãy mình nói rồi đúng không các bạn? Nó tele được một phạm vi nè, đó, một phạm vi ngắn ha. Và hình như là cái chiêu này nó hồi rất là nhanh luôn các bạn à. Hồi rất lẹ luôn nha. Không chậm ha. Hình như là các bạn tele xong là nó hồi liền luôn á. Trong lúc mà các bạn tele là nó cooldown luôn á. Đó, nên là các bạn có thể sử dụng chiêu này để tele qua những đảo khác luôn á. Nè, phải cao lên. Thôi chết các bạn ơi. Ghép bô mình có luôn mà. Đó, trong lúc mình ghép bô mình sẽ tele. Ui. Không xong các bạn ơi, không được. Cái gì vậy? Tại sao? tại sao ra đây đông vậy? Lắc ra giữa biển đi chúng mình luôn chứ, nghĩa thiệt. Rồi chiêu tiếp theo, ulti của Trái Goro nha các bạn. Thì ở cái ulti này á, thì các bạn bấm và các bạn sẽ triệu hồi đạo thiên lôi ha. Thần sấm mau đến đây đợi lệnh. Đánh mục tiêu để xác định, nện. Và sau khi mà cái sấm sét mà nó dội xuống nha các bạn, cái này là không phải nó đánh từng tia hay không, mà nó quánh nguyên một nùi như là thác vậy đó các bạn. Như là thác đổ xuống này á. Nó sẽ dội xuống. Và mục tiêu mà nằm ở trong một cái khu vực cũng như là một cái phạm vi á, thì sẽ bị ảnh hưởng của những cái luồng điện lan tỏa ra xung quanh ha. Đây, mình chờ chiêu hồi mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Bắt đầu nè. Thần sấm màu đinh đây đợi lĩnh. Đấm. Đó các bạn thấy không? Xung quanh được lan tỏa điện ha. Ở đây á thì muốn năng lực trái quỷ mạnh á, thì bạn sẽ đập hết tất cả vào cái điểm fresh nè, cho trái quỷ của các bạn được búp mạnh lên ha. Đó, quá đã. Điện tẹt. Mình đứng ở đây mình tẹt cũng tới luôn nha. Để mình coi thử coi phạm vi của cái điện tẹt này là bao xa. Tới đây tới không? Chờ xíu các bạn. Chờ nó hồi cái đã ha. Không các bạn ơi, nói chung là phạm vi của cái điện tẹt này là nửa màn hình ha. Còn phạm vi của cái chiêu V này, để mình coi coi là qua tới đảo bên kia không. Cái gì cũng phải test đúng không các bạn? Thần sấm mau đến đây đợi lệnh. Đúng không? Các bạn thấy gì không? Cái chiêu V này á, là các bạn đánh bao xa cũng được luôn. Cái chiêu V này nó không giới hạn cái vị trí của các bạn đánh ha. Được nha các bạn. Quá tuyệt vời ha. Nhưng mà nè, admin á, admin thì phải thay đổi đôi chút cái này lại ha. Như là sửa cái bảng này cho nó nhỏ lại. Nó chấn tầm nhìn quá à. Rồi cái gì đây? Trời đất. Trên ly ăn hai trái quỷ. Trời ơi, trên ly ăn hai trái quỷ các bạn ơi. Vừa sấm sét vừa Bika. What? Thôi ton rồi. Ton thật sự rồi các bạn à. Ở đây mình có thêm một trái Bika nữa nè. Vãi nồi chứ. Trời cái gì nữa đây? Yoru các bạn ơi. Trời ơi, admin cho gì mà nhiều vậy? Tắt tay admin ơi, tắt tay. Đừng cho nhiều quá. Chịu không nổi đâu. Để vô farm nữa chứ. Cái gì mà vừa hai trái quỷ. Vãi đạn thiệt. Guru Bika. Trời ơi, kinh kinh gì. Thêm cây Yoru nữa. Thôi xong rồi. Nát server rồi. Củ hoàng StrengthLee. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Củ hoàng StrengthLee các bạn à. Admin này đã mình kêu đừng ra quỳ mà. Đừng có đem cái danh củ hoàng mình ra. Củ hoàng là thường là vậy không hả các bạn? Các bạn thấy ghê gớm chưa? Mình mới bộc lộn tí á. Một lát là mình cầm 3 cây Yoru luôn cho các bạn coi. Mà thôi chuyện đó dẹp qua bên đi em. Ở đây mình có trái quỷ nè. Để mình thải cho ai lại đây nè. Mình thải cho bạn Bin nè. Cầm trái quỷ bị người ta đánh dữ. Kinh dị thiệt. Quá kinh dị đi. Hai trái quỷ rồi các kiểu. Quá khủng các bạn ơi. Thôi chắc mình nghĩ là nên dừng tại đây thôi các bạn, chứ kinh khủng quá rồi. Quá kinh dị đi em. Thì ở video sau thì mình sẽ sử dụng như thế này để mình đi qua đảo khác cho các bạn xem quy lực ghê gớm ghê cỡ nào ha. Rồi, cảm ơn bạn HV Gamer và cũng cảm ơn Gatmin Game rất là nhiều ha, vì đã hỗ trợ mình Game Pass ăn 2 trái quỷ rồi Yoru rồi các kiểu nữa. Gửi lời cảm ơn Gatmin rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại.